người phụ nữ đẹp bất chấp tuổi tác trang điểm, cả khi đi ngủ. Đối với đa số phụ nữ, việc tẩy trang, xóa bỏ lớp trang điểm và dưỡng da trước khi đi ngủ là chìa khóa để giữ gìn làn da khỏe mạnh. Nhưng đối với huyền thoại của dòng nhạc đồng quê nữ ca sĩ, nhạc sĩ Dolly Parton, bà rất sợ bị nhìn thấy khi không trang điểm và thiếu đi những nét chữ danh gắn liền với diện mạo của mình, chẳng hạn như đường kẻ mi đậm hay đôi môi tô hồng rực rỡ. Chính vì điều này mà nữ ca sĩ đi ngủ cũng vẫn giữ nguyên lớp trang điểm để đề phòng trường hợp khẩn cấp, bà sẽ cần gặp những người lính cứu hộ. Bạn không bao giờ có thể biết lúc nào thì chuyện trục trặc sẽ xảy ra, nên tôi vẫn giữ nguyên lớp trang điểm khi đi ngủ, và sẽ tẩy trang vào sáng hôm sau rồi trang điểm lại. Bà Dolly Parton tiết lộ thói quen kỳ lạ của mình. Bà Dolly Parton cũng gắn liền với mái tóc xoăn, vì lo sợ kiểu tóc của mình có thể trở thành thảm họa nên dù sở hữu cả một công viên vui chơi giải trí, nhưng bà không bao giờ chơi những trò chơi cảm giác mạnh, chẳng hạn như tàu lượn siêu tốc, vì lo sợ rằng mái tóc sẽ kém đẹp. Trong cuộc phỏng vấn có nhiều chất hài hước với tờ New York Times, nữ ca sĩ gạo cội cho hay, khi chơi những trò chơi cảm giác mạnh, tôi có rất nhiều nỗi lo sợ, chẳng hạn như mái tóc giả của tôi có thể bị tung ra, hay đôi giày của tôi bị bung ra. Tôi không thích mọi thứ xung quanh mình bị làm cho lộn xộn lên. Nếu điều gì có thể khiến cuộc sống của tôi lộn xộn lên, đó chỉ có thể là bởi một người đàn ông đẹp trai, còn lại, tôi không muốn những trò chơi mạo hiểm có thể khiến điều đó xảy ra. Hồi năm ngoái, nữ ca sĩ cũng đã thẳng thắn thừa nhận rằng, bà không bao giờ cảm thấy mình xinh đẹp khi còn trẻ, và vì vậy đã tìm tới phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi đã làm những gì cần thiết để xây dựng sự tự tin cho chính mình, Dolly Parton tâm sự. Nữ ca sĩ gạo cội đã gắn bó trong hôn nhân với chồng, ông Cadin suốt hơn 50 năm qua. Cặp đôi quen nhau năm 1964, kết hôn sau 2 năm hò hẹn. Sau hơn nửa thế kỷ ở bên nhau, nữ danh ca của dòng nhạc đồng quê chia sẻ. Người ta nói sự đối lập sẽ tạo nên sức hấp dẫn, đúng đấy. Vợ chồng tôi hoàn toàn đối lập, điều đó khiến hôn nhân trở nên vui vẻ, hài hước. Tôi chả bao giờ biết ông ấy sẽ nói gì hay làm gì. Vì vậy, ông ấy luôn bất ngờ đối với tôi. Bà cũng khẳng định rằng bản thân rất tự hào về cuộc hôn nhân của mình, bởi đây là cuộc hôn nhân đầu tiên và cuối cùng trong cuộc đời của cả hai chúng tôi. Cặp đôi không có con chung, nhưng Dolly Parton chính là mẹ đỡ đầu của nữ ca sĩ Miley Cyrus. Cặp đôi gắn bó bền chặt trong hôn nhân là vậy, nhưng rất hiếm khi người ta được thấy họ sóng đôi bởi ông Cadin, vốn hay ngại ngùng khi xuất hiện trước truyền thông và những sự kiện quá đông người. Trong giới giải trí, nên thường bà Dolly không có được sự hộ tống của ông. Chia sẻ về những thói quen sinh hoạt khi đi lưu diễn, bà Dolly cho hay luôn mang theo trong hành lý thịt hộp, xúc xích viên và sốt Tabasco bởi bà không dễ ăn uống. Nếu những món được phục vụ không hợp ý bà sẽ chuyển sang ăn những món mình đã mang theo sẵn. Được biết đến chủ yếu với sự nghiệp ca hát và sáng tác trong dòng nhạc đồng quê, thoạt tiên, Dolly Parton đạt được thành công trong vai trò nhạc sĩ, sau đó, bà cho ra mắt album đầu tay vào năm 1967, kể từ đó, Dolly Parton đạt được thành công trong cả vai trò ca sĩ solo xuyên suốt qua hai thập kỷ 1970 đến 1980. Sau này, sự nghiệp của bà có bị giảm sút, nhưng Dolly Parton vẫn tích cực hoạt động và đạt được những thành tựu tương đối. Dolly Parton có 25 ca khúc từng vươn lên tới vị trí đầu bảng xếp hạng ca khúc nhạc đồng quê của Billboard, có 41 album từng lọt vào top 10. Đây đều được xem là những kỷ lục đối với sự nghiệp của một nữ nghệ sĩ. Bà từng nhận được 47 đề cử Grammy và giành về 9 giải. Bà đã sáng tác hơn 3.000 ca khúc, trong đó có ca khúc nổi tiếng "I Will Always Love You". Bà cũng từng thử sức với diễn xuất và nhận được những ngợi khen nhất định. Cho tới tận bây giờ, bà vẫn nằm trong top những nữ nghệ sĩ kiếm bộn tiền trong lĩnh vực âm nhạc, như hồi năm 2017, bà từng đứng thứ 6 trong danh sách 10 nữ ca sĩ có thu nhập cao nhất do tạp chí tài chính Forbes, Mỹ đưa ra, với mức thu nhập 37 triệu USD. Bích Ngọc, theo New York Times trên Insider, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.